Chào Kem, chúng ta sẽ đi qua cái bài số 8 hàm số liên tục. Một cái hàm số liên tục. Đây có thể là bài kế cuối vì chúng ta còn cái bài ôn tập chương nữa, chúng ta sẽ kết thúc cái phần này. Hàm liên tục chúng ta sẽ đọc qua. Trong định nghĩa giới hạn, cái hàm liên tục là hàm như thế nào? Nghe cái tên là biết rồi, nó liên tục trên cái đoạn xác định của nó, trên khoảng xác định của nó. Đơn giản vậy thôi, một cái hàm không liên tục là cái hàm như thế này thôi. Cái hàm mà nó bị gián đoạn tại cái vị trí một cái điểm nào đó thì gọi là hàm không liên tục, hay gọi là hàm gián đoạn một cái điểm đó. Ví dụ như như thế này, này đây, cái đầu của nó tại cái điểm x0 là một đi, tại cái điểm là một x một đi, thì hàm số phía bên trái của nó là chỗ này, mà phía bên phải nó thì nó tiến tới đây. Giới hạn trái bên phải nó khác nhau, thì đó có nghĩa là cái hàm này nó không liên tục tại cái điểm x0 bằng một thôi nha, thì gọi là hàm không liên tục. Thì đó mấy em nghe cái tên là liên tục hay không liên tục, mấy em sẽ thấy được, tưởng tượng cái được rồi. Kiểm tra rồi còn ghi âm không? Ngon. Ta không giả thiết hàm số xác định trong định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm, cái lim của hàm số tại x0 nào đó, ta không giả thiết hàm số xác định tại điểm đó. Hơn nữa, nếu hàm số xác định tại điểm được xét thì giới hạn nếu có và giá trị của hàm số tại điểm đó không nhất thiết bằng nhau. Cái giới hạn nếu có, tức là giới hạn của hàm số nếu có khi x tiến tới x0 á thì không nhất thiết bằng f(x0), hiểu không? Và giá trị á là f(x0) thôi, giá trị của hàm số là f(x0) tại cái điểm x0, mà tại điểm đó là f(x0) không nhất thiết bằng nhau. Tuy nhiên, đó là những cái hàm số khác mà mình chưa từng gặp. Tuy nhiên, những cái hàm số mà thường gặp như cái hàm đa thức là hàm bậc nhất, bậc hai vậy nè. Cái hàm phân thức là cái hàm mà chúng ta thường tìm giới hạn á, tử á, là một biểu thức bậc hai bậc ba gì đó, mẫu là bậc hai bậc ba gì đó, hàm phân thức hữu tỉ, và các hàm lượng giác là sin cos tan cotang gì đó, rất là nhiều hàm lượng giác chứa sin cos tan. Giới hạn và giá trị của hàm số tại mỗi điểm nó xác định là bằng nhau, tức là cái giới hạn tại x0 là lim của f(x) khi x tiến tới x0, và giá trị hàm số tại mỗi điểm là f(x0) tại mỗi điểm đó là bằng nhau. Các hàm có tính chất vừa nêu thì đóng vai trò quan trọng trong giải tích và trong các ngành toán học khác, tức là các hàm đó đó có cái thỏa mãn điều kiện này thì nó quan trọng, người ta gọi chung chúng là những cái hàm liên tục. Vậy cuối cùng người ta có thể nói là những cái hàm liên tục là những cái hàm mà giới hạn của cái hàm đó tại một điểm x0 nào đó thì bằng f(x0) bằng cái giá trị của hàm số tại cái điểm x0 đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm là như thế nào. Chúng ta sẽ học về cái hàm số liên tục tại một điểm, một lát chúng ta sẽ học về hàm số liên tục tại một khoảng hoặc là một đoạn. Cái video này thì quay rồi, quay nửa tiếng rồi, nhưng mà cái âm thanh của nó bị lỗi. Đây là lần thứ hai thầy bị về cái lỗi âm thanh này rồi, rất là mệt. Cho nên là thầy giảng cái này là mấy em sẽ hiểu dễ hơn. Hàm số liên tục tại một điểm, ta đang nói về hàm số tại một điểm thôi. Thì giờ giả sử hàm số f(x) xác định trên khoảng từ a đến b và một điểm x0 đó, này là tập xác định r hay là d nào đó của hàm số thôi, trên khoảng từ a đến b thôi, và x0 nằm ở trong cái tập xác định đó, thì cái hàm số f được gọi là liên tục tại một điểm thôi nếu mà giới hạn của hàm số f(x) khi x tiến tới x0 bằng f(x0). Mới nói trên này rồi, giới hạn của hàm số như vậy, hàm không liên tục, nãy là hàm liên tục, bây giờ hàm không liên tục tại điểm x0, tại một điểm thì được gọi là gián đoạn tại điểm x0, không liên tục thì gọi gián đoạn, còn liên tục là gọi là hàm liên tục. Như vậy chúng ta sẽ gặp một cái bài toán chứng minh hay là đi tìm cái tính liên tục của hàm số tại một điểm. Thì cách làm vừa vô chúng ta phải đi xét cái này, tính cái giá trị tại cái điểm mà đề nó yêu cầu, tính f(x0) này, và thứ hai đi tìm cái giới hạn khi x tiến tới x0, hai cái x0 này giống nhau nha, của f(x). Coi coi hai thằng này nó có bằng nhau hay không, nếu bằng nhau thì nói hàm liên tục tại x0, nếu không bằng nhau thì nói hàm không liên tục hay nói hàm gián đoạn tại x0. Thì chúng ta sẽ đi qua cái ví dụ đầu tiên, hàm số f(x) là x bình liên tục tại mọi điểm x0 thuộc R vì cái giới hạn của số f(x) tại điểm x0 khi x tiến tới x0 nè. Thì không có điều kiện gì cả, cho nên ta thế thẳng vô ra x0 bình phương, mà x0 bình phương chính là gì, là f(x0) bình phương. Do you understand? Thế ngay cái thằng này vào ra là x bình là f(x0) thì rõ mà, đúng y như cái yêu cầu của cái định nghĩa này, đó là f(x0) bằng giới hạn hàm số khi x tiến tới x0. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái kế tiếp, cái câu thứ hai á, thì nó hơi ấy hơn chút xíu. Tức là vừa giờ chúng ta sẽ tính f(x0)
và f(x0), tại vì đề yêu cầu là coi coi tại điểm x0 này á, x bằng 0 này á, thì hàm số này nó có gián đoạn hay là liên tục, thì mình sẽ xét f0 này vừa vô sẽ f0 bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái giới hạn con số khi x dần tiến tới 0 của f(x) này. Mà khi x dần tiến 0 là x khác 0 nè. X dần tiến 0 á là 1 chia gì? 1 chia 0. Đây là cái dạng gì vậy? Cái dạng L chia 0. Thì mình sẽ xét L là số dương hay âm, L là 1 là dương, và cái mẫu này nè, khi x tiến tới 0 nè. X tiến tới 0 nè. Thì rõ ràng lắm, em thấy là khi x tới 0 trừ á, ở đây thì rõ ràng là nó phân ra làm hai loại, khi x tiến tới 0 trừ và x tiến tới tới 0 cộng. X tới 0 trừ và 0 cộng. Nếu mà x tiến 0 trừ á, là 1 chia x là số gì? Số âm. Tức là sao? X bé hơn 0, 1 chia x là âm. Cho nên này ra trừ vô cực. Còn mà x tiến tới 0 cộng á, là cộng vô cực. Lý do là x dương, L là dương mà x cũng dương, cho nên giới hạn của này là cộng vô cực. Còn này là L dương mà x âm, cái mẫu là âm, cho nên giới hạn của nó là âm vô cực. Được không? Đó. Đó là hai cái phần. Thì rõ ràng là chúng ta suy ra cái hàm số, cái giới hạn của hàm số khi x gì tiến tới tới 0 của f(x) là có hay không, tại vì 0 trừ và 0 cộng này nó như thế nào, nó khác nhau, tức là không tồn tại cái giới hạn của hàm số khi x dần tới 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 0. Tại vì không phải không không trái khác không phải, không trái khác không phải, cho nên đó, cái hàm số này nó là không tồn tại giới hạn. Vì nó không tồn tại cho nên là F0 này nó cũng không có so sánh với thằng nào cả. Tại vì thằng này nó ra không, mà so sánh với gì? Nó so sánh với hư không hả? Không có so sánh được với cái gì cả. Vì thế cho nên hàm số này có thể nói là không liên tục ở trên cái điểm không này. Thì rõ ràng trên cái đồ thị hàm số thì chúng ta thấy biểu diễn của hàm số nè. Khi x tiến tới âm vô cực á, tiến tới 0 trừ á, tiến 0 trừ trái 0 nè, thì hàm số này nó đang tiến tới âm vô cực. Và khi nó tiến tới 0 cộng á, thì nó tiến tới dương vô cực. Và tại không ở đây nè, mấy này nó chả có dính dáng gì nhau cả, cho nên nói là gián đoạn là quá đúng, hiểu không? Bây giờ hình dung lại cái cách chứng minh một cái hàm số gián đoạn thì đi tìm cái giới hạn của hàm số và đi tìm f(x0), đi tìm hai cái giới hạn của hàm số tại khi tiến tới x0 và giới hạn hàm số khi và f(x0), và đi tìm cái giá trị hàm số khi x bằng x0. Nếu hai đó bằng nhau thì là liên tục, không bằng nhau là gián đoạn. Giờ chúng ta đi qua cái hỏi một nè. Hỏi một nè, chúng ta đi tìm cái giới hạn của hàm số f(x) này. Hàm số x khi x tiến tới gì đây? Tại điểm 0, cho nên chúng ta sẽ xét là hàm số khi x tiến tới 0. Tại điểm nào thì xét tới điểm đó thôi. Thì bằng gì? Bằng giới hạn khi x tiến tới 0 của trị đối x bằng bằng 0. Được không? Giới hạn của số x tiến tới 0 trị đối x là 0. Chứ gì nữa? Thấy 0 vô có nhầm gì đâu, thấy 0 vô ra 0 rồi. Ra một số hữu hạn là 0 rồi. Rồi. Và bây giờ kế tiếp là chúng ta tính f0, f0 là bằng trị đối của 0 là bằng bằng 0 luôn. Được chưa? Cho nên thầy thấy là giới hạn của số f(x) này và cái hàm số f0 này là giá trị của nó tại điểm 0 và giới hạn của nó tại 0 là đều bằng 0 cả, cho nên đây là một cái hàm liên tục tại 0. Mấy em nhìn trên cái đồ thị hàm số hình 4.11 nè. Mấy em thấy tại 0 này đúng là nó liên tục. Còn không liên tục là cái dạng như thế này nè. Một thằng ở ở ở ở trên trời, một thằng dưới đất nè. 3 năm, 5 năm hay là ngàn năm sau cũng không thể gặp lại được với nhau cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái ví dụ thứ hai. Mấy em thấy ví dụ thứ hai đây. Đây là một cái hàm xét tính liên tục của số tại x bằng -1. Thì đầu tiên là chúng ta phải đi tìm cái giới hạn khi mà x tiến tới tới -1 của hàm số f(x) này. Khi x tiến tới -1 của số f(x) thì sao? X tiến tới -1 của f(x). Khi mà x tiến tới -1 á, thì chúng ta sẽ được là giới hạn của hàm số khi x tiến tới -1 của cái gì? Của x bình cộng 1. Thì chúng ta thay vô thôi, -1 phương ra là 1, cộng 1 ra là 2. Giới hạn của số này là 2. Nhưng mà f của x tại -1 á, f của -1 á là bằng mấy? Bằng 1/2. Thì rõ ràng hai thằng này là khác nhau. F của -1 là 1/2 mà giới hạn đến -1 á là 2. Thì hai này khác nhau, cho nên là chúng ta nói là hàm số này gián đoạn tại điểm x bằng bằng -1. Được chưa? Hai này nó khác nhau nè. Ta đang so sánh đó, thì rõ ràng trên đồ thị hàm số mấy em biểu diễn là đây là một cái hàm này nè. Nó là cái đoạn liên tục này nhưng mà nó bị gián đoạn ở đây khi mà x khác -1. -1 thì nó là 1/2 thì nó là ở vị trí này. Khi x bằng -1 thì y là 1/2 nè, là điểm này. Thì khi mà biểu diễn một cái hàm gián đoạn từ điểm đó, thì chúng ta sẽ có hai cái mũi tên này. Ấy lại.
và chúng ta đi qua cái H2 này, cái H2 này để coi cái hàm này là hàm liên tục hay là gián đoạn tại điểm x bằng 1. Nhìn trên cái hình này thôi, 4.13 nè. Nhìn trên hình này là rõ ràng thấy là gián đoạn tại điểm x bằng 1. X bằng 1 thì y đầu xong, y cuối xong nè, tức là y 1 trừ y 1 cộng nó khác nhau. Thì đây mấy em thấy là dù vô chúng ta sẽ nhìn vô cái điều kiện của nó, tức là thằng này là khi x bé hơn 1 là nó sẽ là x bình cộng 1, và thằng này lớn hơn 1 thì nó sẽ là x trừ 1. Cho nên đó, bài toán này chúng ta phải đi tìm giới hạn của nó khi x tiến tới, rõ ràng là tiến tới 1, nhưng mà 1 này á, là 1 trừ, 1 trừ của f(x) tiến tới 1 trừ thì nó là cái biểu thức này. Nó là biểu thức này, cho nên thấy 1 vào thì chúng ta sẽ được 2. Bây giờ giới hạn của số f(x) khi x tiến tới 1 cộng á là nó sẽ là biểu thức nào? Biểu thức này. Thì thế vào á sẽ ra là 1 trừ 1 ra là 0. Đối với những cái hàm đa thức như thế này á, thấy thẳng vào tại tiến tới một điểm thì thấy thẳng nó vào, thì rõ ràng hai khác không. Cho nên á nè, hàm số này khi tiến tới gì? Tiến tới điểm này thì nó ra 2 đúng không? Tiến tới 1 nè, ở bên 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 trái số 1 thì ra 2 nè, bên phải số 1 thì ra mấy? Ra 0 đúng rồi nè. Trên đồ thị thấy nè, ra 0 nè, tiến tới 1 ra 0, hai này nó trái nhau, nó không có giống nhau. Vì thế cho nên hàm số này là không liên tục tại x bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai. Hiểu không? Hiểu không? Liên tục và không liên tục tại một điểm đó, nó vậy thôi. Hai hai bài, mỗi cái một cái ví dụ thì cái chấm hỏi. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần kế tiếp là hàm số liên tục trên một khoảng hoặc trên một đoạn. Khoảng là này, mà đoạn là này. Thì nói nó trên một khoảng, liên tục trên khoảng là tất cả những cái điểm x0 thuộc cái khoảng này thì hàm số luôn luôn xác định tại điểm x0 đó. Tức là luôn luôn gì? Luôn luôn tồn tại cái biểu thức này với bất kỳ một x0 nào nằm ở trong cái đoạn cái khoảng đó. Còn đoạn thì mình sẽ xét tiếp hai cái đầu mút, thì mấy em sẽ coi cái định nghĩa của một đoạn và một khoảng như thế này. Giả sử f(x) xác định trên tập hợp G, ta nói G là một khoảng hoặc hợp của nhiều khoảng. Hợp của nhiều khoảng ví dụ như nghiệm của mẫu là x khác 1 đi, tức là hợp của âm vô cực tới 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 1 và gì? 1 hợp của 1 tới tới dương vô cực, đó là hợp của hai khoảng lại. Ta nói rằng hàm số f liên tục trên G nếu nó liên tục tại mỗi điểm thuộc tập hợp đó. Thì mới học xong cái bài hàm số liên tục tại một điểm rồi là biết cách chứng minh tại một điểm rồi đúng không? F(x0) giới hạn của hàm số khi x tiến tới x0 của f(x) bằng này. Ok ha. Đó. Rồi, như vậy nói nó liên tục trên một 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 tập xác định, nó liên tục trên tập xác định thì phải nói liên tục tại mọi điểm ở trên cái tập đó, tại mọi điểm ở trên cái tập đó. Còn nếu mà nói liên tục trên một đoạn á, một đoạn là lấy hai cái đầu mút á, thì trước hết nó phải liên tục trên cái khoảng cái đã, và kế tiếp á, nó phải liên tục ở trên hai cái đầu mút, tức là giới hạn của hàm số khi x dần tiến tới a cộng, tức là ở bên bên phải cái a này thôi, và bên gì, bên b này là chỉ cần lấy bên trái thôi, ví dụ lấy a này nè, bên phải a này thôi, và bên trái a này thôi, bên trái b này thôi, lấy phía bên trái nè, lấy phía bên trái này, lấy phía bên phải a này. Thì nó bằng FA và bằng FB. Như vậy rõ ràng đối với một điểm á, thì mình dễ. Mình làm hai điều kiện thôi, mình tìm lim và tìm F(x0), mình tìm lim và mình tìm F(x0) coi hai đó có bằng nhau hay không. Còn đối với một đoạn á, đối với một khoảng thì vẫn làm y chang như trên, mà đối với một đoạn á thì chúng ta cần tìm thêm hai cái điều kiện nữa. Đầu tiên chúng ta phải chứng minh nó liên tục trên cái khoảng cái đã, mà chứng minh liên tục trên một cái khoảng thì nó y chang chứng minh liên tục tại một điểm. Mà đối với một đoạn như thế này á, coi hai cái đầu mút á, thì mấy em phải chứng minh nó liên tục lại đâu, nó phải liên tục ở hai cái đầu mút nữa. Ok ha. Rồi, rất là đơn giản, chúng ta phải có ba cái điều kiện, một điều kiện, hai điều kiện và cái điều kiện liên tục trên khoảng nữa. Chúng ta phải thỏa mãn đa điều kiện đó thì mới nói nó liên tục ở trên một cái đoạn nha. Cái ví dụ thứ ba này á, xét tính liên tục của hàm số f(x) bằng căn của 1 trừ x bình trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) này trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì đầu tiên á, là thầy sẽ đi tìm cái giới hạn của hàm số khi x tiến tới x0. Với x0 là một điểm thuộc cái gì? Thuộc cái khoảng từ trừ 1 đến 1. Thầy phải chứng minh x0 thuộc khoảng từ trừ 1 đến 1. Thì hàm số này nó liên tục với mọi x0 của f(x). Thì rõ ràng là thế cháu vô thôi. Khi mà lim x tiến tới x0 của căn của 1 trừ x bình x0 bình thôi, x bình f(x) là x bình,
thì nó sẽ bằng căn của 1 trừ x rô bình phương, mình thay điểm x rô vào thì bằng f của x rô, đúng không? 1 trừ x rô bình là f của x rô, thay x là x rô thôi. Như vậy là với thỏa mãn đúng điều kiện luôn nè, liên tục với mọi điểm thuộc từ trừ 1 đến 1. Bây giờ thầy sẽ xét cái giới hạn của hàm số khi x tiến tới gì? Tiến tới trừ 1 gì? Trừ 1 phía bên phải số 1 là trừ 1 cộng. Thầy sẽ xét cái đầu mút này và thầy xét tiếp cái đầu mút này là 1. Giới hạn của căn của 1 trừ x x bình thì vẫn là trừ 1 cộng đúng không? Thế thứ vô thôi, trừ 1 phương ra là trừ 1 cộng, trừ 1 cộng là trừ 0,99 nè. Hiểu không? Trừ 1 nha. Cái thằng trừ 1 thì trừ 1 bình phương sẽ bé hơn 1 này thôi, rất là đơn giản. Như vậy là thế dấu vô thôi, trừ 1 phương ra 1, 1, 1 ra 0. Và tiếp tục thầy sẽ đi tìm cái giới hạn khi x tiến tới trừ 1 trừ của căn 1 trừ x bình. Vẫn thế thôi vô luôn thôi, vẫn thế trừ 1 vào thôi cũng ra 0. Như vậy thầy sẽ, ủa lộn lộn, thế 1 vào chứ lộn. Thế 1 vào. Thằng này là trừ 1 cộng, nhưng mà thằng này là 1 trừ, hai số này khác nhau nhé. Thằng này là trừ 1, này là cộng 1 nhé. Thầy xét cái thứ hai, xét thằng này nè. Thì này ra ra cũng ra không, thế 1 vào, 1 trừ 1 ra không. Hai cái số này thế khác nhau nhưng mà ra cùng cái kết quả. Điều đó có nghĩa là thỏa mãn đúng không? Chưa đâu, mình phải tìm f của x tại gì? Tại trừ 1 bằng bằng 0 và f của x tại 1 là bằng bằng 0. Thì hai này nó đều bằng nhau cả. Vẫn là thế vào thì đều bằng nhau cả. Thì điều đó có nghĩa là nó liên tục tại cái điểm trừ 1 cộng và liên tục tại điểm trừ 1 trừ. Ủa, tại điểm 1 trừ. Và liên tục trên nguyên đoạn đó thì điều đó có nghĩa là liên tục trên ở nguyên cái khoảng chứ, liên tục trên nguyên khoảng đó thì điều đó có nghĩa là gom lại hết thì nó liên tục trên một đoạn. Thì mấy em thấy là đúng y chang vậy, bằng f của trừ 1 bằng f 1. Mấy em phải thỏa mãn những điều kiện đó nha, chứ không có đi tìm lim xong ra không rồi xong mới đi chơi nha. Còn thiếu cái f của trừ 1 này nữa nó mới đúng nha. Vì thế chúng ta kết luận cái hàm này nó liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Ở đây chú ý nè, tính liên tục hàm số trên cách nửa khoảng. Hồi nãy là đoạn, bây giờ là nửa khoảng. Nửa khoảng là lấy thằng này nè, nửa khoảng á, thì tương tự thôi, từ A đến B. Thì bây giờ ví dụ như thằng này được định nghĩa tương tự tính liên tục hàm số tại một đoạn. Thì mấy em thấy là từ âm vô cực tới B nha, âm vô cực tới B. Để mà không ví dụ này thì mấy em không không biết âm vô cực tới B á, thì tại vì thằng này là cái gì, cái khoảng, cho nên mình đâu có xét đầu mút đâu. Cho nên á, bài toán này á, thì chúng ta chỉ cần xét cái giới hạn của hàm số fx khi x tiến tới gì? Khi x tiến tới x0 mà x0 thuộc cái khoảng này, thuộc cái khoảng này. Fx thì bằng f của x0 là thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai là chúng ta chỉ xét đầu mút là b thôi. Tức là giới hạn của hàm số khi x tiến tới tới b gì? B trừ của fx sẽ bằng bằng f của b. Đúng không? Tiến tới b thì bằng f của b. Là xong. Nha. Đó là hai cái. Và tương tự cho những thằng nửa khoảng này, chúng ta chỉ xét đồng mút là a và xét đồng mút là b, xét đồng mút là a thôi, vân vân. Cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái h 3 chứng minh cái hàm số này liên tục trên nửa khoảng này. Liên tục trên nửa khoảng này tức là liên tục trên khoảng từ trừ 1 đến này và liên tục tại cái điểm này. Như nãy thầy nói rồi, chúng ta chỉ cần hai điều kiện thôi, thì mấy em có thể làm được đúng không? Chứng minh thôi, chứng minh là chắc chắn liên tục rồi. Thì chúng ta sẽ với x0 thuộc khoảng từ trừ 1 đến đến cộng vô cực thì lim của nó bằng fx0 và tương tự gì? Tại trừ 1 này thôi. Thỏa mãn hai điều kiện này thì thôi mấy em tự làm. Cũng không khó gì. Phải coi hiểu nha, những video này thì làm rất là ngắn. Qua các ví dụ đã xét, chẳng hạn ví dụ thứ ba, ta thấy hàm số liên tục trên một khoảng hoặc trên một đoạn có đồ thị là một đường liền nét. Trong ví dụ 2, hàm số f gián đoạn tại điểm trừ 1, đồ thị của nó không phải là một đường liền nét. Như vậy, liên tục là liền nét, không liên tục là không liền nét. Từ định lý 1 và nhận xét sau định lý 1, bài 4, ta dễ dàng suy ra tổng hiệu tích thương của hai hàm số liên tục tại một điểm là những hàm số liên tục tại điểm đó. Tức là hàm số fx liên tục tại x0, thì cộng cho f, cộng cho r x0 cũng liên tục x0, thì nguyên cái hàm này nè, hàm fx cộng rx nè, nó cũng liên tục trên điểm đó. Hàm đa thức và hàm phân thức hữu tỉ thương của hai đa thức liên tục trên tập xác định của chúng, liên tục trên tập xác định của chúng. Tại vì những cái hàm mà có phân thức hoặc là hàm có phân thức á, là hàm có điều kiện ở mẫu á, thì chúng ta phải nói là nó liên tục trên tập xác định, tức là liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của chúng. Ta thừa nhận định lý sau, các hàm lượng giác sin
có tan và cô tan liên tục trên tập xác định của chúng. Đúng rồi, những cái hàm này thì nó liên tục trên tập xác định. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần thứ ba, là phần cuối cùng, đó là tính chất của một hàm liên tục. Một hàm liên tục thì có những cái tính chất gì? Định lý về giá trị trung gian của hàm số liên tục. Định lý thứ hai, định lý đầu là những cái hàm này được mặc định là liên tục trên tập xác định của nó. Tại vì hàm tan và hàm cotan thì có điều kiện, và hàm sin cos thì nó không có điều kiện. Nhưng mà cái hàm sin đó mấy em thấy là nó gì nè, nó liên tục từ âm dương cực đến dương cực đúng không? Còn hàm tan cotan là nó thuộc dạng cái này nè. Nó thì chúng ta coi như là nó liên tục, tại vì những cái vị trí mà nó hỏng hỏng ấy á, là những cái vị trí mà nó không có điều kiện. Tính chất của hàm liên tục, giả sử hàm Fx liên tục trên đoạn A đến B, nếu mà FA khác FB, nếu mà FA khác FB tức là hai đầu mút nó không trùng nhau á. Ủa, hai đầu mút nó không cùng nằm trên một đường thẳng chứ, đúng không? FA nằm đây, A nằm đây mà B nằm đây thì sao trùng nhau được? A và B không cùng nằm trên một đường thẳng hai đầu mút đó. Thì với mọi số thực m bờ nằm giữa A và B tồn tại ít nhất một điểm C thuộc AB, sao cho FC là bằng n bằng m. M là gì? M là giá trị của hàm số. Giá trị của hàm số. Nó so sánh với FA và FB, nằm giữa FA và FB. Thứ hai, tồn tại ít nhất một điểm C không thuộc AB. Một điểm C thuộc AB là thuộc cái khoảng từ A đến B này, sao cho FC bằng M. Bình thường thôi. Bình thường. Ý nghĩa hình học của định lý này, để coi ý nghĩa của nó là gì nha. Tại vì thế cái định lý này rất là quen đối với tích phân. Thầy không biết cái ý nghĩa nó là gì, giờ đọc thử rồi. Nếu hàm Fx liên tục trên đoạn từ A đến B và M là một số thực nằm giữa A và B thì đường thẳng Y bằng M. Đây là đường thẳng Y bằng M nè. Đồ thị hàm số Y bằng Fx ít nhất tại một điểm có hoành độ là C nào đó thuộc AB. Hay. Hay. Quá hay. Cực kỳ hay. Cái hàm này để chứng minh liên tục đúng không? Hàm này để chứng minh phương trình có bao nhiêu nghiệm, có ít nhất một nghiệm nằm ở trong khoảng từ A đến B. Tại vì cái giao của đường thẳng Y bằng M với hàm số Fx này chính là cái số nghiệm của Fx với đường thẳng Y bằng M, tức là Fx bằng M nè. Tức là tồn tại cái nghiệm là C thuộc từ A đến B. Ý nghĩa học của nó là vậy. Tức là có một cái đường thẳng nó sẽ cắt, ít nhất nó phải cắt AB. Vì AB nó không cùng nằm ở trên một đường thẳng, cho nên sẽ tồn tại cái điều đó. Hay. Cái tính liên tục là hay như vậy. Hệ quả hàm số F liên tục trên đoạn từ A đến B và tích của hai này khác bén không thì tồn tại nhất điểm C, sao cho FC bằng 0. Đây là cái mà mình sẽ sử dụng để mình chứng minh đây. Thứ nhất á, là chúng ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là hàm số liên tục ở trên cái đoạn AB là điều kiện thứ nhất. Thì thường là điều kiện này đề nó cho. Cái thứ hai á, là AB nó khác không. A tích của FA nhân B là bén không, tức là một thằng ở trên đầu và thằng ở dưới đích. Một thằng ở trên trục hoành, thằng dưới trục hoành, thì FA nè nhân FB nè, nó sao? Nó trái dấu nhau. Thì tồn tại ít nhất một điểm C thuộc AB, sao cho FC là 0. Tức là gì? Là giao điểm của trục hoành thôi. Ở đây thì nó chọn M là gì? M là 0, tức là ít nhất cái phương trình này sẽ có một nghiệm. Em có hiểu không? FA nhân FB bén 0 thì phương trình này ít nhất nó sẽ có một nghiệm, tức là ít nhất nó phải cắt trục hoành. Cắt trục hoành là sao cho FC bằng 0 nè. Hiểu không? Hiểu không? Nó sẽ cắt trục hoành. Nó sẽ là dạng như thế này, một thằng đầu xong, một thằng trên, một thằng dưới nè. Thì do hàm này là hàm liên tục mà thằng trên thằng dưới, cho nên chắc chắn nó sẽ cắt trục hoành, tức là có một nghiệm C nào đó nằm ở trong cái khoảng từ A đến B là nghiệm của cái đồ thị hàm số này. Ok ha, ngon lành ha. Ý nghĩa học của hệ quả, nếu mà hàm số F liên tục trên đoạn AB và FA B bé không thì đồ hàm số đây vậy thôi. Cắt trục hoành ít nhất tại một điểm có hoành độ là C. Cắt trục hoành ít nhất tại điểm có hoành độ là C, và C này nó sẽ nằm giữa A và B đây. C này sẽ nằm giữa A và B. Có nghiệm, phương trình này sẽ có nghiệm, và nghiệm đó sẽ nằm ở khoảng A và B, nằm ở trong A và B. Ok. Cho hàm số này, đây là một hàm bậc 3. Chúng ta sẽ học ở lớp 12.
hàm bậc 3 chúng ta sẽ học lớp 12. Áp dụng hệ quả chứng minh rằng phương trình Bx bằng 0 có ít nhất một nghiệm dương nhỏ hơn 1. Ít nhất một nghiệm dương nhỏ hơn 1. Tức là nằm ở trong khoảng gì? Dương là lớn 0 mà nhỏ 1 là đâu? Từ 0 đến 1. Hiểu không? Hiểu không? Tức là có ít nhất một nghiệm nằm ở trong khoảng từ 0 đến 1. Như vậy là vừa vô chúng ta phải chứng minh cái hàm này là hàm liên tục ở trong cái khoảng cái đoạn từ 0 đến 1. Ta phải chứng minh nó liên tục trong đoạn từ 0 đến 1 và chúng ta tính F0 và tính F1 ở đây. Chúng ta coi hai này nó có âm hay không, tích của hai này. F0 là mấy đây? Là -1. F1 là 1 cộng 1 trừ 1 ra là 1. Như vậy là tích của F0 nhân với F1 là bé hơn 0. Thỏa mãn một điều kiện. Điều kiện thứ hai á, là chứng minh nó liên tục ở trên đoạn từ A đến B. Như vậy là thầy vẫn phải tính là chứng minh nó liên tục trên đoạn từ A đến B là thầy sẽ tìm cái giới hạn của con số khi x tiến tới x0. X0 thuộc cái đoạn gì? Thuộc x0 thuộc cái khoảng này của fx thì bằng bằng f của x0, chứng minh được thế số vô thôi, thế x0 vào thôi. Và kế tiếp á, thầy tìm cái giới hạn khi x tiến tới gì? Không cộng của hàm số fx này thì sẽ là ra là -1 bằng với f của 0. Tức là nó liên tục tại 0 cộng và nó liên tục tại 0 trừ ở tại 1 trừ của fx này, liên tục bên trái số 1 này. Để thầy chứng minh hai đồng mút, mà cái này là chứng minh hai đồng mút, cái này là liên tục trên cái khoảng thì bằng mấy đây? Bằng 1. Thế trừ thế thế 1 vào thôi, thế 1 vào thì nó cũng bằng F1 luôn. Thì thỏa mãn đủ ba điều kiện, suy ra nó liên tục ở trên cái đoạn từ 0 đến 1. Vì thế theo cái hệ quả này thì ta có với điều kiện này, với điều kiện này và với cái điều kiện liên tục này, với hai cái điều kiện này thì chúng ta sẽ kết luận là vậy hàm số này sẽ cắt trục quanh, sẽ vì vậy sẽ tồn tại, vì vậy suy ra sẽ tồn tại một cái thằng C nào đó thuộc cái khoảng từ 0 đến 1 sao cho f của C bằng 0. Tức là FC bằng 0 tức là gì? Là có nghiệm. Thì này á, đề yêu cầu chứng minh là nó có một nghiệm nào đó thôi, chứ nó không yêu cầu mình nghiệm, nó không cầu mình tìm nghiệm. Thì tồn tại một C nào đó nằm ở trong khoảng từ 0 đến 1 mà FC bằng 0, theo định nghĩa là ta có điều đó. Hàm liên tục nè và F0 là trừ 1, 1 nè. Vì hai này nhân lại theo hệ quả là tồn tại ít nhất một điểm C thuộc khoảng 0, 1 sao cho BC bằng 0. Đúng rồi, tồn tại một C nằm khoảng trong 1 sao cho FC bằng 0 nè. Vậy x bằng c chính là một nghiệm dương nhỏ một của chương trình này. Chúng ta chứng minh là có tồn tại cái nghiệm đó thôi, chứng minh có tồn tại nghiệm đó thôi mà mình không có tìm cái nghiệm đó, có tồn tại mà không có tìm. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một điểm c thuộc khoảng từ 0 đến 2 sao cho fc bằng trừ 0.8. Fc là trừ 0.8. Như vậy là chúng ta làm gì đây? Thằng này á, nó không còn là cái hệ quả. Hệ quả thì là không thôi, bây giờ không còn hệ quả nữa thì là này thôi, này thôi. Một điểm M nằm FA FB, tức là FA bé hơn M bé hơn FB đúng không? FA bé hơn M, tức là M nằm giữa AB là điều kiện thứ nhất. Và điều kiện thứ hai là gì? Nó liên tục trên khoảng AB. FA khác FB, tức là FA nó khác FB và gì? Và FA và FA gì? Và FX này nó liên tục ở trên khoảng từ trên đoạn từ A đến B. Ta phải thỏa mãn những cái điều kiện này. Thì M ở đây á, là âm 0.8 nè, âm 0.8 nè. Bây giờ chúng ta sẽ tính FA, tính FB thì chúng ta coi 0.8 này có nằm trong khoảng từ FA B không, và coi tính FAB thì mình coi FA với B nó khác nhau hay không. Nếu có thì thỏa mãn hai cái điều kiện này rồi. Và kế tiếp là mình chứng minh cái thằng này liên tục trên cái đoạn từ A đến B. Đoạn A đến B, AB là nhiêu? Là 0 và 2 thôi. Chúng ta sẽ tính F0. F0 bằng nhiêu đây? 0, 0, 0, thế vô. Nguyên đám này là 0, là trừ 1. Và F của 2, thế 2 vào, 2 bình là 4, trừ 2 ra 2. 2 x 5 là 10, là 12. Tử là 12, 2 x 2 là 4, cộng 2 là 6. 12 chia 6 ra 2. Như vậy là chúng ta có F0 khác F2. Và cái không âm 0.8 này thì nằm ở trong cái khoảng từ 2 đến -1, -1 đến 2 là 0.8 này. Ok ha, hợp lý. Như vậy là thỏa hai điều kiện. Bây giờ chúng ta chứng minh fx này liên tục ở trên khoảng từ
từ 0 đến 2 với x0 thuộc cái này thì chứng minh nó liên tục. Chứng minh nó liên tục. Ở trên khoảng từ 0 đến 2 này. Chứng minh hàm này liên tục trên khoảng từ 0 đến 2. Thì hàm này muốn chứng minh liên tục thì chúng ta sẽ xét x0 thuộc cái khoảng từ 0.2 này. Thuộc cái khoảng này rồi sau đó chúng ta làm hai cái đầu mút nữa. Làm hai đầu mút nữa. Chứng minh nó thuộc nó liên tục trên cái đoạn từ 0 đến 2 thì trước hết chứng minh nó liên tục khoảng, sau đó chứng minh liên tục hai đầu mút là giới hạn khi x tiến tới gì? x0, chúng ta xét x0 nằm trong khoảng này của fx. Thì chúng ta sẽ làm thôi bằng, tại vì đây là một cái giới hạn mà chúng ta phải chia của fx là chúng ta chia cả tử và mẫu cho gì, cho x bình thì thầy được 1 cộng cho 5 chia cho x trừ đi 2 tiến tới một điểm nào đó nha, tiến tới một điểm nào đó, không 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 tiến tới điểm nào đó thì ngon rồi, thế thẳng vô luôn chứ, tiến tới điểm nào đó thế thẳng vô luôn. Tại sao vậy? Một cái điểm nào đó mà không làm cho tử dư âm, không làm cho tử bằng 0, không làm mẫu 0, từ 0 đến 2 thì có x0 nào làm cho tử là 0, làm cho mẫu là 0 không? Không. Nó có làm cái dạng gì đặc biệt không? Vô cực gì không? Không, cho nên mình không có chia gì hết. Nó chính là bằng fx0 ngay lập tức luôn. Bằng fx0 luôn. Thế từ 0 đến 2 vào thì rõ ràng là nó không có vô định, không có dạng giới hạn vô định. Cho nên là chính là bằng fx0. Và chúng ta tìm cái giới hạn khi x tiến tới gì? 0 cộng và giới hạn khi x tiến tới 2 trừ của hai này thì vẫn thế vô thôi, thế vô thôi, thì rõ ràng là nó liên tục và xong. Trời ơi, và xong được không? Này chứng minh nó liên tục trên một đoạn thì nó hơi dài xíu thôi, nó hơi dài nhưng mà làm được đúng không, hơi dài nhưng mà chấp nhận được đó. Mấy em hiểu cái quy tắc để làm, học cái bài số 8 này là biết làm gì rồi chưa? Chứng minh một cái hàm liên tục nha. Bài số 8 này nè, thì có những cái điều kiện như vậy. Đây là cái định lý 2. Định lý 2 thỏa mãn cái định lý 2 là ok. Phải học cái định lý 2 mới hiểu được, mới biết được. Thì đây chúng ta sẽ suy ra tồn tại một cái số C nào đó, nó thuộc cái khoảng từ 0 đến 2, sao cho FC là trừ 0.8 tồn tại. Dạng của nó là dạng cắt cái đồ thị tại điểm M là âm 0.8 thôi, chứ không có gì hết. Đó, rồi thôi, video này thì sẽ dừng ở đây. Rồi chào các em, chúc em một buổi tối tốt lành, vui vẻ.